Hello everyone and welcome back to Everyday English with Law. Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ sửa test 14 nhé các bạn. Và chúng ta sẽ cùng nhau sửa từ question 17 to question 34 nhé các bạn. Ok, chúng ta sẽ cùng nhau làm bài nào. Let's get started with question 17. Mary didn't remember what I heard the day before. Ok. À, đầu tiên cái câu A, các bạn còn nhớ 24 thì trong tiếng Anh không? Ok, nếu các bạn không nhớ, các bạn sẽ cùng với mình ôn lại 24 lợi thì nhé các bạn. Ok, the first one, câu A đó là have told. Các bạn còn nhớ cái câu A đó là lợi thì gì không các bạn? Ok, câu A đó chính là lợi thì hiện tại, hoàn thành, present perfect tense. Ok, công thức của nó là subject nè các bạn, cộng cho have, cộng cho has, cộng cho verb, verb 3 hoặc là verb ed, cộng cho object. Ok, thì hiện tại thành, các bạn còn nhớ cách dùng đó không? Thì hiện tại thành để diễn tả một hành động, sự việc đã bắt đầu trong quá khứ và kéo dài đến hiện tại, có thể tiếp tục diễn ra trong tương lai nha các bạn. Ok. Ok. Dấu hiệu của nó có những từ như là already, so far, ever, never, rồi yet, rồi còn gì nữa không các bạn? Còn chứ? Before nè, never, ever nè, for nè, since nè, yet nè, just, recently nè, lately nè, already, so far. Ok, đó là những dấu hiệu cho biết mình sử dụng thì hiện tại hoàn thành nhé các bạn. Ok, câu B đó chính là thì gì các bạn? Đó là thì quá khứ đơn nhé các bạn, quá khứ đơn. Ok, các bạn còn nhớ cách sử dụng thì quá khứ đơn không? Ok, thì quá khứ đơn là thì để mình miêu tả sự việc diễn ra trong một thời gian cụ thể trong quá khứ và đã kết thúc ở hiện tại. Thứ hai là sự việc diễn ra trong một khoảng thời gian trong quá khứ và đã kết thúc ở hiện tại như các bạn. Ok, dấu hiệu của nó là yesterday nè, 2 days, 3 weeks ago, last year, last month, last week, in 2018, in June, from April to December, in the 1980s, in the 2000, in the last century, in the past. Ok, cái đó là dấu hiệu của quá khứ đơn nhé các bạn. Ok, cái thứ ba, câu C, đó là thì gì các bạn? Đó là past progressive. Cách khác mình có thể gọi cách khác là past continuous. Ok, các bạn còn nhớ cách dùng của nó không và dấu hiệu của nó là gì? Ok, thì quá khứ tiếp diễn để miêu tả cái hành động xảy ra song song, to describe parallel actions. The second meaning, the past progressive is often used to denote an action that was interrupted by an event or for two actions taking place in parallel. Thì quá khứ tiếp diễn thì được sử dụng để biểu thị một hành động bị chia ngang bởi một sự việc khác hoặc hai hành động xảy ra song song. Ok, for example, while I was washing the dishes, I heard a loud noise in front of my house. Ok, thì hiện tại thành vậy thì quá khứ tiếp diễn để miêu tả ai đó đang làm cái gì tại thời điểm cụ thể. Ok, to describe what someone was doing at a particular point in time. For example, I was working in a garden all day yesterday. Ok, rồi còn thì quá khứ tiếp diễn có thể miêu tả gì nữa các bạn? Ok, nó có miêu tả hành động này cùng có thể được dùng ở thì quá khứ như I worked. Chứ hành động này được xem như sự việc đơn lẻ mặc dù ý nghĩa là không khác nhiều. Ok, that could be also expressed using the simple past as I worked
which implies that the action is viewed as a unitary event, although the effective meaning is not very different. Okay? Rồi, thì quá khứ tiếp diễn để miêu tả hành động bị gián đoạn trong trong quá khứ to express interrupted action in the past. Rồi, thì quá khứ tiếp diễn để sẽ đi cùng với thì quá khứ để chỉ hành động đang xảy ra một hành động khác xảy ra xen vào. Ok. For example, I was driving to work when I crashed my car. And the second example, I watched the movie while I was flying to Dubai. Còn nữa nha các bạn, to describe repetition and irritation, để miêu tả sự lặp đi lặp lại và khiến người khác cảm thấy khó chịu. Ok. For example, in my class, there was a student. He was always complaining in the class. Okay. Rồi, chúng ta sẽ có time expression used with the past progressive tense nha các bạn. Đó là when, while, always, constantly, at the time, at that time, in those days, all day, and all the evening, for hours. Okay, vậy chúng ta đã xong past continuous. The last one, have told. Các bạn còn nhớ đó là gì không các bạn? Đó chính là thì past perfect, quá khứ hoàn thành. Ok, mình sẽ liệt kê có 6 cái thì 6 cái cách dùng thì quá khứ hoàn thành nha các bạn. First one. Thì quá khứ hoàn thành để miêu tả hành động cũng xảy ra trong hai hành động xảy ra trong quá khứ. Ta dùng thì quá khứ hoàn thành cho hành động xảy ra trước và quá khứ đơn cho hành động xảy ra sau. Ok. Đó, và câu 17 đó chính là cách dùng đầu tiên của thì quá khứ hoàn thành nhất bạn. Câu 17 mình mới sử dụng là câu đề mà chính xác nhất nha các bạn. Bởi vì ở đây chúng ta thấy thì quá khứ đơn để dành cho để miêu tả hành động xảy ra sao nha các bạn. Còn tôi đã nói với cô ấy đó là hành động xảy ra trước cho nên mình dùng past perfect. Ok. Cái thứ hai, quá khứ hoàn thành để sử dụng diễn tả một hành động xảy ra và hoàn thành trước một thời điểm được nói đến trong quá khứ hoặc trước một hành động khác cũng đã kết thúc trong quá khứ. Ok. Thứ ba là thì quá khứ hoàn thành dùng để kết hợp với thì quá khứ đơn. Ok. Thứ tư là hành động xảy ra như là điều kiện tiên quyết cho hành động khác. Thứ năm là mình có thể dùng past perfect trong câu điều kiện loại 3, ok, để miêu tả hai điều kiện không có thật. Thứ sáu là hành động xảy ra trong một cái thời gian trong quá khứ trước một mốc thời gian khác. Ok, chúng ta sẽ cho tận ví dụ nhé. The first one, cái câu đầu tiên là chúng ta đã có ở câu số 17 như các bạn, là một cái hành động xảy ra trước mình dùng quá khứ hoàn thành và hành động xảy ra sau sẽ dành cho quá khứ đơn. Ok, chúng ta sẽ có câu ví dụ đầu tiên là ở trong cái test này nha các bạn. Ok, thứ hai là thì quá khứ hoàn thành được sử dụng để miêu tả hành động hoặc đã xảy ra và đã hoàn thành trước một thời điểm được nói đến trong quá khứ, rồi hoặc là trước một hành động khác cũng đã kết thúc trong quá khứ. Ok, for example, we had lunch when she arrived. Ok, cái thứ ba, thì quá khứ hoàn thành thường dùng để kết hợp với thì quá khứ đơn. No sooner had he returned from a long journey than he was ordered to pack his bags. Thứ tư, hành động xảy ra như là điều kiện tiên quyết cho hành động khác. Ok, Tom had lost 20 pounds and could begin anew. Ok, thứ năm, mà thì quá khứ hoàn thành để dùng trong câu điều kiện loại 3. Ok, if I had known that I would have acted differently. Thứ sáu, hành động xảy ra trong một khoảng thời gian trong quá khứ trước một mốc thời gian khác. Ok, I will give you the example. I had lived abroad for 10 years when I received the transfer. Ok, that's it. Chúng ta đã xong câu số 17 nha các bạn. Câu số 18. He became interested in when he started
taking pictures for the local newspaper. Anh ấy trở nên thích thú khi mà anh ấy bắt đầu chụp những bức ảnh ở trên báo địa phương. Ok, chúng ta sẽ cùng nhau phân tích coi câu A, câu B, câu C, D nó thuộc loại từ nào. Ok, first one, photography. Photography là gì các bạn? Photography đó là dạng từ nào, nó là nào vậy các bạn? Photography đó là nhiếp ảnh nha các bạn. Còn câu B, còn câu B là photograph, cũng là nào luôn nha các bạn, nào luôn, đó là bức ảnh, bức ảnh. Còn photography mới là nhiếp ảnh, còn photograph là bức ảnh. Còn câu C cũng là nào luôn, đó là photographer, đó là danh từ chỉ người, thợ nhiếp ảnh, photographic, đó là adjective nha các bạn, adjective. Photographic là chụp ảnh nha các bạn, chụp ảnh, thì gọi là thuật chụp hình. Ok, vậy trong câu số 18 chúng ta nhận ra có mấu chốt gì ở trong đây, nó có cái gì để mình nhận biết mình chọn danh từ. Mà trong câu 18 mình thấy có danh từ nhiều hơn nha các bạn. Danh từ có 3 câu danh từ, đó câu A, câu B, câu C nha các bạn. Còn câu D loại bỏ tại vì nó là tính từ. Còn câu 18 này á, chúng ta có mấu chốt là in. In ở đây nha các bạn, in. Đó là preposition giới từ như vậy. Các bạn còn nhớ now, cách dùng now như thế nào không? Now sẽ đi sau giới từ. Ok, vậy câu số 18 mình chọn là câu A là chính xác nhất. Anh ấy trở nên thích thú với cái nhiếp ảnh khi anh ấy đã bắt đầu chụp nhiều bức tranh ở trên báo địa phương. Ok, chúng ta đã xem câu số 18. Câu số 19, câu số 20 là dạng bài đi tìm từ đồng nghĩa nhé các bạn, tìm từ đồng nghĩa. Ok, closest in meaning. Mình thấy đa số á, mà các bạn á, đều làm sai câu này và mất điểm, có thể bị ăn uổng. Bởi vì các bạn cứ thấy là có từ ta cho sẵn rồi mình cứ nhắm mắt nhắm mũi chọn vô cái từ đồng nghĩa, nhưng mà cái đề nó kêu là trái nghĩa, mình làm chọn sai. Các bạn cẩn thận, các bạn nhớ đọc cái đề bài rồi sau đó mình mới phân tích cái câu này, rồi mình mới chọn cái từ nào chính xác nhất, đáp án chính xác nhất nha các bạn. Ok, ở trong đây người ta kêu đi tìm từ đồng nghĩa các bạn, closest in meaning. Ok, chúng ta sẽ cùng nhau dịch cái câu số 19 nhé. Okay, câu số 19. This calendar was so accurate that today scientists need only add leap seconds to the clock every few years in order to keep the calendar matching the Earth's cycles. Chúng ta sẽ dịch là lịch này chính xác đến mức ngày nay các nhà khoa học chỉ cần thêm giây nhuận và đồng hồ vài năm một lần để giữ cho lịch khớp với cái chu kỳ của trái đất. Ok, vậy cái từ gạch dưới nó có nghĩa là chính xác nha các bạn. Ok, câu A, interesting là gì các bạn? Thích thú, thú vị. Ok, simple là giản đơn, đơn giản. C, correct, chính xác, hợp lý. Formative, formative là như các bạn, formative nó sẽ là tính từ và nó là hình thành. Ok, để thành lập. Ok, sáng tạo. Ok, câu số 19 người ta cho chúng ta là accurate là chính xác, so we choose C. Ok, câu số 20. The fact that smoking should be banned in public is controversial. Sự thật là việc mà hút thuốc nên được bị cấm ở trong công cộng, thì cái việc hút thuốc đó thì ngày nay thì đang được bị tranh cãi, bàn cãi như các bạn. Ok, cái từ gạch dưới ban in nha các bạn, nhớ nha, ban phải đi với in, đó chính là cấm. Ok,
Câu A, made illegal là gì các bạn? Làm cho bất hợp pháp. Limited là có giới hạn. Còn câu C, throw away, okay, throw away là vứt đi. Còn câu D, restricted, đó chính là gì các bạn? Restricted là hạn chế các bạn, nó đồng nghĩa với limited. Okay, các bạn nhớ cái đề bài yêu cầu chúng ta tìm từ đồng nghĩa, ban in là cấm. Vậy trong 4 câu các bạn sẽ chọn câu nào chính xác nhất? Ok, từ chính xác nhất chúng ta sẽ chọn là câu A, made illegal. Tại sao chúng ta chọn câu A? Bởi vì làm cho cái gì đó bất hợp pháp, không phục hợp pháp hóa, đúng không các bạn? Có nghĩa là bị cấm đó các bạn, bị cấm. Ok, còn restricted nó hạn chế, thì ví dụ như là mình hạn chế trong việc mà ví dụ như các bạn ngày nay thì hạn chế trong việc chơi game hoặc gì đó, cho nên chỉ dùng cho dạng như một cái thành phần nhỏ thôi. Còn cái này là còn ban in là mang tính chất là cấm luôn ở toàn diện không gian lớn nha các bạn. Ok. Còn câu số 21. Ok, chúng ta sẽ cùng nhau đọc cái đề nha các bạn. Cái đề yêu cầu chúng ta phải đi tìm gì các bạn? Opposite meaning nha các bạn. Từ trái nghĩa. Ok. Ok, câu số 21. Never postpone till tomorrow what you can do today. Các bạn có nhớ từ postpone không các bạn? Các bạn còn nhớ từ đó không? Ok. Postpone đó chính là trì hoãn nha các bạn, trì hoãn. Ý cái câu số 21 nó sẽ như thế nào? Đó là ngày hôm nay chúng ta phải làm hoàn thành trước đi, đừng có để cái gì hôm nay trì hoãn rồi để sang ngày mai nha các bạn. Ok, đó là cái nghĩa của câu số 21. Ok, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu cái phrase verb nha các bạn. Ok, the first one, go ahead. Go ahead là gì các bạn? Đó chính là tiến lên. Ok, còn turn off là tắt đi. Ví dụ như chuẩn bị đi ngủ thì mình phải turn off the TV, turn off the cell phone. Ok, còn go off là gì các bạn? Go off đó chính là tuôn rèo. Ok, còn see off đó chính là tiễn đưa người đó đi. Ok. Ok, cái từ gạch chữ postpone là trì hoãn. Vậy trái nghĩa của trì hoãn là gì các bạn? Là không trì hoãn, đúng không? Có nghĩa là chúng ta sẽ tiếp tục tiến tới, vẫn tiếp tục làm. Ok, chúng ta sẽ xem câu số 22 nhé. Ok, question 22. The balloon rose gracefully into the summer sky. Cái cầu bay lên vào bầu trời mùa hè một cách nhẹ nhàng, cách duyên dáng. Ok, câu A, charmingly là gì các bạn? Đó là duyên dáng, nhẹ nhàng. Lovely là đáng yêu. Còn terribly là kinh khủng. Ok, còn lonely là một cách cô đơn, lẻ loi. Ok, xong gracefully là duyên dáng, đáng yêu. Và đề bài kêu chúng ta phải làm gì các bạn? Đó là tìm từ trái nghĩa nha các bạn. Opposite meaning. Ok, vậy trái nghĩa có duyên với nhẹ nhàng là từ gì các bạn? Đó chính là terribly nha các bạn. Terribly là kinh khủng, một cái kinh khủng. Ok, question 23 and question 24 là hai bài tập chỉ nói đến cái conversation nha các bạn, đoán đối đối thoại. Ví dụ như người ta cho một bài đối thoại thì bạn sẽ trả lời như thế nào? Ok, câu 23, would you mind turning down the volume? Bạn có phiền dặn nhỏ volume được không? Các bạn sẽ trả lời như thế nào? First one,
Never mind. Never mind là gì các bạn? Never mind, that's mean. À, đừng bận tâm nha. Đừng bận tâm, không gì hết. Còn câu B, I don't like it. Là tôi không thích đó. Câu B, cái câu nó bất lịch sự lắm các bạn. Mình, cho nên mình không có sử dụng câu B. Còn câu C, not at all. Not at all là gì các bạn? Đó chính là không có gì. Not at all, không có gì hết. Còn câu C, yes, sure, ok. Tôi sẽ đảm bảo dặn nhỏ volume lại. Ok. Vậy, trong 4 đáp án, các bạn chọn đáp án nào chính xác nhất, phù hợp nhất, lịch sự nhất. Ok. Cái đáp án lịch sự nhất, nhẹ nhàng nhất và dễ thương nhất, đó chính là câu C. Ok, câu D nhé các bạn. Xin lỗi các bạn, cái này mình đánh lộn nhé các bạn. Ok. Câu số 24. Why don't you take a break? Tại sao bạn không nên nghỉ ngơi, nghỉ chút xíu đi? Vậy thì các bạn sẽ trả lời như thế nào? Câu A, because I am tired. À, bởi vì tôi quá mệt. Phải không? Chúng ta sẽ cùng xem xét câu B nhé. I don't agree. Tôi không đồng ý. Sure, go ahead. Sure, go ahead. Ok, đảm bảo tiếp tục đi tới nha. I guess I should. Là gì các bạn? Tôi e rằng tôi sẽ nên làm. Ok. Chị thấy các bạn, đáp án nào nó lịch sự chính xác nhất nha các bạn? Thấy các bạn, đáp án nào lịch sự và chính xác nhất? Chúng ta phải chọn đáp án đi mới là chính xác, dễ thương nhất và lịch sự nhất nha các bạn. Người ta sẽ yêu cầu bạn là tại sao bạn không nên nghỉ ngơi đi chút xíu đi, ví dụ như mình đang làm gì đó. Người ta sẽ hỏi why don't you take a break? Khi đó mình sẽ trả lời I guess I should. Tôi e rằng tôi nghĩ là tôi nên. Tôi nên nghỉ ngơi ha. Ok. Vậy chúng ta đã làm xong câu số 24 rồi nha các bạn. Chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục câu số 25. Question 25. Ok, chúng ta sẽ cùng nhau làm bài đọc đục lỗ nha các bạn. Trees are amongst the biggest and longest living things on earth. Some dating back longer than the oldest buildings. But as well as being nice to look at, trees also play an important role in improving the quality of our lives. On a worldwide, forests help to slow down the effects of global warming by using up the gas as carbon dioxide and giving the oxygen we need to breathe. At local neighborhood level, trees also important environmental benefits. They offer shade and shelter, which in turn reduces the amount of energy needed to heat and cool buildings. At the same time, they remove other impurities from the air we breathe. Ok, chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu cái nghĩa của câu hỏi số 25 nha các bạn. A, scale là gì các bạn? Scale là quy mô nha các bạn, quy mô. Ok, quy mô. Size là kích cỡ, range trong phạm vi, area trong khu vực. Ok, chúng ta sẽ cùng nhau dịch nhé. Trees are amongst the biggest and longest living things on earth. Cây cối là một trong những sinh vật sống lâu nhất và lớn nhất trên trái đất. Ok. Some dating back longer than the oldest buildings. But as well as being nice to look at, trees also play an important role in improving the quality of our lives. Ok. Một số có niên đại lâu đời hơn cả những tòa nhà cổ nhất,
Tuy nhiên, ngoài vẻ đẹp dễ nhìn, cũng có một vai trò quan trọng trong việc nâng cao chất lượng cuộc sống của chúng ta. Ok. On a worldwide scale, như các bạn, worldwide scale, trên phạm vi quy mô trên toàn thế giới, như các bạn không thể nào dùng size được. Size dùng để chỉ kích cỡ, ví dụ như con voi nó bự chẳng hạn vậy. Còn range là phạm vi, ví dụ như là nó dùng trong dạng như là trên xe hơi á các bạn, nó có thường hay là dạng như có range là trong vòng phạm vi ở đâu đó. Ví dụ như mình ghi range thì ở phía bắc, ở vùng phía bắc chẳng hạn, hoặc là phía nam, phía tây, thế trên xe hơi đều có từ range này như các bạn. Còn area chỉ nói khu vực ở xung quanh mình thôi, ví dụ như là neighborhood nè, ok, relative họ hàng của bạn là trong khu vực mình thôi, ok. Xong vậy câu 25 mình nhận câu scale, ok, chúng ta sẽ tiếp tục dịch nhé. On a worldwide scale, forests help to slow down the effects of global warming by using up the gas gì các bạn? Gas known as carbon dioxide. Ok, chúng ta sẽ cùng giao dịch nhé. Trên quy mô toàn thế giới, rừng giúp làm chậm tác động của hiện tượng nóng lên trên toàn cầu bằng cách sử dụng gì các bạn? Bằng cách sử dụng tạo ra khí được gọi là khí carbon dioxide. Ok, được biết đến như các bạn, known as, được biết đến là khí CO2, ok, and giving gì các bạn, and giving, ok, giving out, ok, giving out, ok, và tạo ra oxy mà chúng ta cần thở, ok. At local neighborhood level, trees also important environmental benefits. Ở cấp độ khu dân cư thì á, mình thấy rằng cây xanh cũng mang lại những lợi ích quan trọng về môi trường. Cây cối chúng có thể cung cấp cho mình bóng râm nè, và nơi trú chúng cung cấp bóng râm và như nơi trú ẩn, do đó làm giảm đi lượng năng lượng cần thiết để sưởi ấm và làm mát các tòa nhà gần đó. Ok, vậy câu số 29 là mình sẽ chọn là câu số 28 mình sẽ chọn là gì các bạn? Đó là bring, mang lại như các bạn. Câu 28 là bring, mang lại. Ok, the last one. They offer shade and shelter, which in turn reduces the amount of energy needed to heat and cool nearby, okay, nearby buildings. At the same time, they remove all impurities from the air we breathe. Okay, chúng ta sẽ cùng nhau dịch nhé. Cây cối cung cấp bóng râm và nơi trú ẩn, do đó nó làm giảm lượng năng lượng cần thiết để sưởi ấm và làm mát các tòa nhà gần đó. Ok, nói chung là tạo bóng râm đó. Rồi, đồng thời chúng lại bỏ các tạp chất khác ra khỏi không khí mà chúng ta hít thở. Ok, chúng ta đã làm xong câu 29. Chúng ta sẽ cùng nhau sang cái phần đọc hiểu nhé các bạn. Ok, chúng ta sẽ cùng nhau đọc bài đọc nhé các bạn. Ok. The modern age is an age of electricity. People are so used to electric lights, radio, televisions, and telephones that it is hard to imagine what life would be like without them. When there is a power failure, people grope about in flickering candlelight. Cars hesitate in the streets because there are no traffic lights to guide them, and food spoils in silent refrigerators. Yet, people began to understand how electricity works only a little more than two centuries ago.
Nature has apparently been experimenting in this field for millions of years. Scientists are discovering more and more that the living world may hold many interesting secrets of electricity that could benefit humanity. All living cells send out tiny pulses of electricity. As the heart beats, it sends out pulses of recorded electricity. They form an electrocardiogram, which a doctor can study to determine how well the heart is working. The brain, too, sends out brain waves of electricity, which can be recorded in an electroencephalogram. The electric currents generated by most living cells are extremely small, of 10, so small that sensitive instruments are needed to record them. But in some animals, certain commercial cells have become so specialized as electrical generators that they do not work as commercial cells at all. When large numbers of these cells are linked together, the effects can be astonishing. The electric eel is an amazing storage battery. It can send a jolt of as much as 800 volts of electricity through the water in which it lives. An electric house current is only 120 volts, as many as 4/5 of all the cells in the electric eel's body are specialized for generating electricity, and the strength of the socket can deliver corresponds roughly to the length of its body. Ok, chúng ta đã đọc xong bài đọc. Giờ chúng ta sẽ cùng nhau dịch bài nhé các bạn. Các bạn muốn coi lại phần dịch ban đầu thì các bạn tua video về phía bên trước nha các bạn. Ok, chúng ta sẽ cùng nhau dịch nha các bạn. Bạn đầu tiên. Ok, chúng ta sẽ cùng nhau dịch nhé. Thời đại hiện đại là thời đại của điện đúng không các bạn? Mọi người đã quá quen với đèn điện, radio nè, TV và điện thoại, đến nỗi khó có thể tưởng tượng cuộc sống sẽ như thế nào nếu chúng ta không có coi điện, nếu không có chúng nha các bạn. Ok. Khi mất điện thì người ta mò mẫm trong ánh nến lung linh. Xe hơi thì ngập ngừng trên đường phố vì không có đèn giao thông hướng dẫn, và thực phẩm sẽ hư hỏng trong tủ lạnh không hoạt động. Ok. Tuy nhiên con người mới bắt đầu hiểu được cách thức hoạt động của điện cách đây chỉ hơn 2 thế kỷ thôi. Tuy nhiên dường như đã thử nghiệm lĩnh vực này trong hàng triệu năm. Các nhà khoa học ngày càng khám phá ra rằng là thế giới sống có thể nắm giữ nhiều bí mật thú vị về điện, có thể mang lại lợi ích cho nhân loại. Thì tất cả các tế bào sống đều phát ra các xung điện cực nhỏ. Khi tim đập nó phát ra các xung điện được ghi lại, chúng được tạo thành một điện tâm đồ mà bác sĩ có thể nghiên cứu để xác định tim hoạt động tốt như thế nào. Ok, đã có vậy, phát ra sóng điện não có thể được ghi lại trong các điện não đồ. Các dòng điện được tạo ra bởi hầu hết các tế bào sống là cực kỳ nhỏ, trong số 10 dòng điện, nhỏ đến mức mà cần có các dụng cụ nhạy cảm để ghi lại chúng. Nhưng ở một số động vật, một số tế bào cơ đã trở nên chuyên biệt hóa như máy phát điện, đến nỗi chúng hoàn toàn không hoạt động như tế bào cơ. Khi một số lượng lớn các ô này thì được liên kết với nhau, các hiệu ứng có thể gây kinh ngạc. Ok. Đoạn thứ hai, con lưng điện là một nơi lưu trữ điện tuyệt vời. Ok. Nó có thể gửi một dòng điện lên tới 800 volt qua nguồn nước mà nó sinh sống. Dòng điện trong nhà của mình là chỉ có 120 volt thôi. Thì có tới 4/5 tổng số tế bào trong cơ thể của các trình điện chuyên dùng để tạo ra điện và sức mạnh của cú sốc
và nó có thể tạo ra tương ứng với chiều dài của cơ thể nhé các bạn. Ok. Đầu tiên, what is the main idea of the passage? Ok. Vậy câu đầu tiên, tác giả yêu cầu chúng ta làm gì? Cái đề bài yêu cầu chúng ta làm gì các bạn? Ý chính của đoạn văn là gì? Ok. Câu A, lưng điện tiềm ẩn nhiều nguy cơ. Thứ hai, câu B, sinh học và điện học có mối quan hệ chặt chẽ với nhau. Câu C, câu C là mọi người sẽ thua lỗ nếu không có điện. Ok. Còn câu D là khoa học vẫn tiếp tục tìm hiểu về điện. Ok. Vậy các bạn sẽ chọn cái nào? Ở trong đoạn văn này các bạn thấy tác giả nói về cái gì nhiều nhất như các bạn? Đó chính là câu B. Thì tác giả chuyên gia nói về cái lĩnh vực sinh học và điện xuất hiện có liên quan gần giống với nhau các bạn. Gần giống với nhau. Ok. Còn ok, chúng ta đã xong câu 3, 30. Câu 31. Câu 31 chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu nhé. Tác giả đề cập tất cả những điều sau đây là kết quả của một lần mất điện, ngoại trừ gì các bạn? Ngoại trừ gì? Câu A là các mặt hàng thực phẩm trong tủ lạnh có thể bị hư hỏng, đèn giao thông và không hoạt động rồi mọi người phải dựa vào ánh nến. Còn câu D là thang máy và thang cuốn không có hoạt động. Ok, vậy thì các bạn, đáp án là chính xác nhất. Ok. Câu mà có chính xác nhất đó chính là câu đi nha các bạn. Tại vì tác giả đề cập đến những điều sau đây là kết quả của một lần mất điện, ngoại trừ thang máy và thang cuốn không hoạt động. Ok. Như các bạn. Câu 32. Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu câu số 32 nha các bạn. What does the word dam refer to? Cái từ họ chúng á thì liên quan tới cái gì các bạn? Ok. Chúng ta sẽ cùng nhau tua lại cái video này rồi coi đọc lại cái đoạn văn đầu nha các bạn. Ok. Thời đại hiện đại là thời đại của điện. Mọi người đã quá quen với đèn điện, radio, TV và điện thoại đến nỗi không có thể tưởng tượng cuộc sống sẽ như thế nào nếu không có chúng. Khi mất điện, người ta mò mẫm trong ánh sáng, trong ánh nến lung linh, rồi xe hơi ngập ngừng trên phố vì không có đèn giao thông hướng dẫn. Ok, stop right here. Cái từ đem ở đây các bạn có thể cho mình biết ám chỉ nói đến cái gì không các bạn? Ok, ám chỉ nói đến cars nha các bạn, xe hơi. Ok, câu 33. Câu 33 thì câu 33, tại sao nhà văn đề cập đến con lương điện nha các bạn? Tại sao vậy các bạn? Đầu tiên, đáp án đầu tiên đó chính là để cảnh báo người đọc tránh xa chúng. Có không các bạn? Không có nha các bạn. Người viết á, họ chỉ so sánh thôi các bạn. Nó liên quan tới con lưng điện thì sản xuất ra bao nhiêu volt, mấy trăm volt, khoảng 800 volt thì phải. Ok. Rồi nói với điện trong nhà sử dụng là 110 mấy volt thôi. Cho nên người viết họ không có đề cập tới việc mà sự nguy hiểm, cảnh báo người đọc tránh xa con lưng điện. Câu A là câu sai. Câu B, đã so sánh hiệu điện thế của chúng với hiệu điện thế được sử dụng trong nhà. Không có nha các bạn. Câu B là càng sai nữa. Còn câu C là trong một ví dụ về máy phát điện sinh hoạt. Nghe cũng khá là hợp lý. Ok. Câu cuối cùng là to describe a new source of electrical power. Là để làm gì? Để miêu tả một cái nguồn năng lượng mới. Đó là nguồn năng lượng, lượng điện đó các bạn. Ok. Vậy thì các bạn, đáp án nào là chính xác của câu 33 vậy các bạn? Đó chính là câu
see. Để mà đưa ra một ví dụ về một máy phát điện xanh sinh hoạt, ok? Câu số 34. The word generated is closest in meaning to the generated. Thì từ đồng nghĩa của generated là từ gì các bạn? Ok, chúng ta sẽ cùng nhau quay lại tua lại cái video này. Cái đoạn gần cuối á, đoạn mà có hình có liên đề cập tới con lương đó các bạn. Ok. Ok. Generated là cái đoạn cái đoạn ngay chỗ mà this the electric current generated by most living cells are extremely small of 10 so small that sensitive instruments are needed to record them đó các bạn. Cái đoạn đó thì generated thì các bạn nó đồng nghĩa với từ nào vậy các bạn? Đó chính là created như vậy, phát sinh ra, sáng tạo ra một cái gì đó. Ok. Chúng ta đã xong bài hôm nay rồi nha các bạn. Ok, that's it. And I will see you next video. Ok, goodbye.